Hello bà con, em Trường An Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả các anh chị đang có mặt trên kênh YouTube nha. Một lời chúc sức khỏe, một lời chào thân thương nhất ạ. Đây là con Fortuner sản xuất năm 2017. Đẹp chưa anh chị, đèn mắt liếc nè. Mới lắm, bận cho em nó một bộ áo màu trắng ngọc trinh, sơn rin phủ toàn bộ anh chị nha. Đây là phong dáng những mẫu xe lướt bên Trường An Ô Tô nè. Anh chị đam mê mẫu này thì alo cho em. Một dòng xe khá là nổi tiếng, Fortuner anh chị ạ. Đẹp chưa? Phong dáng của em nó nè. Mâm nè, mâm là mâm đúc nè. Phấn son 7 màu trên mâm nè. Không dấu hiệu là phay mâm nhá. Con dòng này gầm cao bánh lớn cực kỳ. Đời 27 thì cô chú anh chị đừng có hỏi Trường Anh là xe có làm máy gì chưa nha. Bao hết cho cô chú anh chị. 49 là Đà Lạt của em anh chị ạ. Hai cụm đèn mắt liếc phía sau đây là đèn led hết toàn bộ nha. Đã được chủ nhà kết hợp ốp toàn bộ inox rồi. Biểu tượng hai dòng chữ ở phía sau nè, Fortuner nè, Toyota, đẹp chưa? Quá cọp luôn, đèn led hết toàn bộ hai cụm đèn phía sau nè. Rin nồi, kính dán viên cách nhiệt hết toàn bộ rồi anh chị ạ. Xe này chủ nhà cũng đã lên trang bị là khá nhiều đồ chơi trên chiếc xe. Một mẫu xe lướt mà Trần Anh muốn giới thiệu và quảng bá thương hiệu đến toàn thể tất cả các cô chú chị 63 tỉnh thành đó. Cản phía sau nè, cản phía sau là chủ nhà đã lên độ cho em nó là hai cái bô rẻ nhá. Đây anh chị nè, ốp toàn bộ inox, rin đét theo xe, vỏ xe cua nè, vỏ xe cua chưa hè nhá. Đây anh chị nè, vỏ xe cua chưa hè luôn. Đời 27 mà chất chưa, chất nguội qua thời gian 5 tháng. Lên kiên xà beng 4 quả vỏ tương đối là khá mới. 4 quả vỏ là mới 80%. Mâm là mâm đúc ABS sống bó cứng phanh. Phần gầm thì sao ạ, mới tinh. Dòng này là mẫu xe lướt anh chị nha. Đăng kiểm tháng 9 năm 2021. Hai cụm đèn mắt liếc nguyên bản của Dù Hâu nè. Mới kiên xà beng luôn. Mặt ca lăng trước biểu tượng của Toyota Fortuner. Ốp toàn bộ inox hết rồi. Nhìn rất là hầm hố. Xa xa ở cuối con đường có Fortuner trắng đứng chờ hiển nhiên tại salon nhé. Đẹp tuyệt vời. Trải nghiệm phần tắp bi nè. Đây anh chị, dòng này thì nguyên bản của nó là gương tự cụp tự mở nè. Gương chỉnh điện, 4 cánh chỉnh điện, lóc kính, lóc cửa đầy đủ chức năng cho con xe rồi. Da nè, da nguyên bản của Fortuner nhé. Keo chỉ rin lắm, không có dấu hiệu đâm va đâu. Dòng xe lướt thì cho Trần Anh xin mạng phép bỏ qua phần keo chỉ. Đây anh chị nè, con này kết hợp này thì sao ạ? Có ghế chỉnh điện nè, phần option tương đối là ok luôn. Ghế chỉnh điện nè, hạ ghế nè, nâng ghế nè, toàn bộ bằng điện hết toàn diện. Tay vai nè, tay vai nâng nè. Đó, ok chưa? Tuy tán ốc 7 màu rồi xanh rì trên chiếc xe đây anh chị ạ. Sơn rin phủ toàn tập anh chị nhá. Vô lăng thì sao? Vô lăng của Toyota trang bị là túi khí đầy đủ trên con xe. Vô lăng tích hợp kết nối Bluetooth on time, nhận giọng nói, đàm thoại, chế độ chọn, chế độ chọn chức năng thông minh cho xe. Tem nè, tem đồng hồ nguyên bản, không có dấu hiệu hè đồng hồ nè. Con này kết hợp có lẫy số nè anh chị ạ. À, lẫy số tự động nè. Đây nè, đây là lẫy số nhá. Đấy, dòng xe này số tự động anh chị nha. B là lock, R là lui, N là mo. SD có chế độ aircon, chế độ tiết kiệm xăng và rất là nhiều chế độ job. Chìa khóa thì sao? Treo lủng lẳng của em nó đây. Chìa khóa theo xe nè. Đẹp chưa? Cực kỳ là đẹp luôn. Thiết kế là từ phần nắm thắng tay nè, da nè. Da là nguyên rim nhá. Không một dấu hiệu đồ chế. Chỉnh đèn sáng tối nè. B là cảm biến da, cảm biến trước, cảm biến sau nè. Đầy đủ trên con xe rồi. Chức năng ghế nè, ốp inox hết toàn bộ nè. Bề các chân mới len keng không một vết trời luôn. Mẫu xe lướt mà. Chuẩn chưa? Cực kỳ là chuẩn trần nè. Trần nỉ bọc chi lông cách diệt nguyên bản của nhà sản xuất nha. Con này trang bị đến 3 dàn lạnh, một trước hai sau. Người ngồi sau sẽ có cảm giác rất là thăng hoa trong cuộc sống luôn. Như những bông hoa đang nở rộ khi mùa xuân tới anh chị nha. Ok chưa? Quá là tuyệt vời, vô lăng nè. Đẹp len keng xà beng qua thời gian 5 tháng, 3 chấu. Cực kỳ là rộng lớn luôn. Trang bị cho em nè, chủ nhà Tết kết hợp lên một cái màn hình cực kỳ là cọp. Màn hình Android, nút đề sao thóp, số tự động. Số tự động nguyên bản, cũ số, không có dấu hiệu phai mờ. Đây anh chị nè, khay để đồ đầy đủ chức năng nè.
Con này có chế độ chống trơn trượt nè, rất là nhiều chức năng trên con xe này nhá. Đây trải nghiệm đề máy cùng với Trường Anh nè, khởi động nè. Đó, máy đã nổ máy rồi đó anh chị ạ. À, đồng hồ nè, đồng hồ LCD điện tử hết toàn bộ anh chị nha. Báo cửa thông số kỹ thuật, đi 52.708 km rồi, không tua đồng hồ nha. Lẫy số nè, kết hợp có lẫy số nè. Đây là có lẫy số đầy đủ trên chức năng trên con xe nè. Vô lăng những cái vân gai nè, nguyên bản thôi, nhà sản xuất như vậy. Vô lăng là không một dấu hiệu phai mờ, đẹp như nhau. Trang bị nè, trang bị là túi khí đầy đủ nè, chữ Fortuner nè anh chị con nè. E băng túi khí tay nắm nè, tay nắm ở hai bên phần thân trụ nè. Mẹt tem e băng nè, mới tinh nè, mới lắm, cực kỳ là mới luôn. Đèn đóm nè, đầy đủ chức năng chưa, khay đựng kiến à, anh chị nè, rin lắm. Nguyên bản của nó là một cái đồng hồ báo giờ bằng điện tử anh chị nhá. Đồng hồ báo giờ bằng điện tử, cửa gió điều chỉnh chế độ thông minh cực kỳ, cực kỳ là ok. Nhạc nhóm nè anh chị, thấy màn hình chuyển động đẹp không, màn hình Android đó cực kỳ là đẹp, nhiều chức năng và nhiều sự lựa chọn. Con này có cam hành trình các kiểu, con này điểu rồi Google đây nè, Vcam nè. Chúng ta sẽ thấy đường phố rất là rộng rãi. Xa xa ở cuối chân đồi có một hàng xe nhỏ đang chạy tại nơi đây nha. Đó, chuẩn chưa? Màn hình cam dê đầy đủ rồi. Cụm điều hòa, trang bị điều hòa tự động nè anh chị nè. Đây là chế độ chỉnh gió nè, on off là gió lớn gió nhỏ tắt nè. Song kiến là AC đã được kích hoạt nè. Đây AC đã được kích hoạt rồi anh chị ạ. Máy lạnh đang mở nhá, chống trơn trượt nè, hiển thị trên đồng hồ luôn nè. Đầy đủ chức năng trên con xe rồi. Trợ lực lái nhẹ tưng. Hai bên phần thân trụ là tay nắm là nguyên bản rất là chắc chắn anh chị nha. Xóa điểm mù, hạn chế làm phần thân trụ nhỏ đi để xóa điểm mù cho anh chị nha, anh chị dễ có một cái tầm nhìn dễ hơn. Full chức năng chưa? Full hết. Màn hình chuyển động đầy đủ trên con xe rồi. Quá ok. Chế độ aircon nè. Đây là chế độ aircon, chế độ tiết kiệm xăng nè. Rất là nhiều chức năng. Power job nè, chế độ chọn nè. Đó, trên đồng, hiển thị trên đồng hồ nè. Ok chưa, cân bằng điện tử, đầy đủ chức năng vân vân và vân vân nha. Chìa khóa nguyên bản của Fortuner nè, nguyên bản nguyên rin như thế này, rin lắm. Xe cực đẹp luôn. Đam mê mẫu này thì alo cho em. Côn ga số không giới phai mờ. Trang bị cho em nó là cổ lái cực gù, đầy đủ chức năng rồi. Đây là thông số mẹt tem nè, thông số tiết kiệm dầu xăng cho cô chú anh chị nằm hết trên đây nha. Táp bi cửa nè, mới như nhau, tay ốp inox nè, đẹp len ken chưa. Rin lắm, sơn rin phủ toàn tập trên chiếc xe nha. Không có chỗ sơn dặm luôn. Đây anh chị, đây là phần ghế phía sau nè, sạch sẽ vô cùng. Học vì tay dây đai bảo hiểm đầy đủ chức năng nè. Một rung nhấn thông minh nè, ra khay đựng nước nè. Rất là ok chưa, cực kỳ là đẹp. Ba dàn lạch, một trước hai sau anh chị nha. Đây nè, dàn lạch là nguyên bản của em, nó là trần nỉ nè. Dây đai bảo hiểm mà mẹt tem như thế này. Đây anh chị nè, là dây đai bảo hiểm nè. Đây, thắt vào đây. Ok chưa, mới tinh. Phía sau chúng ta sẽ có khay treo đồ. Và phía sau đây sẽ có một cái tẩu sạc cho cô chú anh chị, một tấu sạc nha, kết hợp người ngồi sau có thể sạc điện thoại. Ti tán ốc bảy màu xanh rì, tàn mẫu xe chiến cơ, mua về là chạy. Đèn đóm nè, len ken chưa. Trang bị phía sau là đèn thắng, là đèn led hết toàn bộ. Đờ mi là đèn led hết toàn bộ anh chị nha. Đây chẳng anh mở đèn cho anh chị kiểm tra nè, xe đẹp lắm. Đây nè anh chị, led nè anh chị thấy không, led hết toàn bộ trên chiếc xe rồi. Hai bên đẹp như nhau luôn nè, mịn màng từng đường tơ kẻ tóc, sắc sảo đến không ngờ luôn. Hỗ trợ cho em nó là hai tia nhúng thị lực, đẩy em nó lên tới một tầm cao mới nhất định trong cuộc sống anh chị nha. Ok chưa, dòng này quá ok. Ghế phía sau là treo hết toàn bộ mạc tem nguyên bản nè anh chị coi, là phía sau nè sạch sẽ lắm. Đây anh chị, cực kỳ là đẹp, những sóng gân không dấu hiệu phai luôn. Chủ nhà chạy cực ít luôn, 50 mấy nghìn km, phải gọi là quá chuẩn.
nhiều xe và nhiều sự lựa chọn khác nhau đến với tay người sử dụng luôn. Đam mê mẫu nào thì alo cho em. Kết hợp là xi nhan trên gương chiếu hậu cực kỳ là lớn. Đây anh chị nè, xi nhan trên gương chiếu hậu nè, cực kỳ là lớn luôn anh chị nha. Đèn đóm đầy đủ nè, đèn led hết toàn bộ nè anh chị nè. Bi mất cầu lên toàn đèn led hết nguyên rin của nhà sản xuất, không dấu hiệu là độ chế anh chị nha. Cực kỳ là hầm hố luôn. Nổ máy không nghe tiếng động luôn, không hề nghe tiếng động nào anh chị ạ. Trần Anh cũng không hiểu vì sao mà em nó đẹp như thế nào. Dạ. Đây anh chị nè, cực kỳ luôn. Em ru. Một rút nhấn thông minh nè, mở khay học nè, khóa túi khí đây nè, đầy đủ chức năng cho con Fortuner. Đẹp như nhau nha, giá cực kỳ là hợp lý, cực kỳ là rẻ đến với tay người sử dụng nha. Nhìn nè, nhìn em nó hoành tráng không? Và rất là uy nghiêm, rất là tráng lệ trong cuộc sống luôn. Lâu đài tình ái đó chắc chỉ có Trần Anh với Fortuner mà thôi. Đẹp tuyệt vời. Len keng xà beng tràn đầy sắc xuân trong cuộc đời này luôn. Ok chưa? Thiết kế khá là thông minh, khá là rộng rãi. Một chàng dũng sĩ lực lượng to cao hoành tráng nha, đứng giữa một bầu trời đầy giông tố. Em nó vẫn hiên ngang chở tất cả các cô chú anh chị đi trên mọi cung đường Việt Nam. Ở nơi đâu có đường là ở nơi đó có chàng dũng sĩ Fortuner. Len keng xà beng, bệ ghét chân rin lắm. Anh chị trải nghiệm vô phần máy cùng với Trần Anh nhé. Cục máy nè. Cái nắp capo nè. Nắp capo thiết kế khá là cao ráo anh chị thấy không? Khá là cao ráo cho cô chú anh chị luôn. Nỉ cách nhiệt trong nắp capo nguyên bản nha. Đây là những cái đinh bấm điện nguyên bản cho nắp capo nè. Không có dấu hiệu động vai cứng đục. Keo chỉ thì khỏi phải bàn. Anh chị coi nè, ABS chống bó cứng phanh. Máy đang hoạt động nè. Êm ru, lỗ không nghe tiếng động luôn. Phấn son ốp bảy màu anh chị xem kỹ nha. Xung quanh luôn, bao hết. Đây anh chị nè. Đẹp như nhau. Dòng này sử dụng qua quạt ly tâm. Máy êm chưa? Dòng này thì cô chú anh chị đừng có hỏi Trần Anh có làm máy hay không nha. Đời 2017 mới có 3 năm trôi qua. Boe nè, Boe cảm biến gió đầy đủ chức năng trên con xe rồi. Đẹp len keng xà beng luôn. Hai bên nỉ kích nhiệt nè. Mới chưa? Anh chị coi phấn son 7 màu của dàn nước giải nhiệt nè. Nó còn rin đến cỡ này nè. Cục máy nè, 1, 2, 3, 4. Con này xài 4 máy anh chị nha. Êm lắm. Mới tin. Xe này bảo hành định kỳ của hãng 100.000 cây cho cô chú anh chị luôn. Mới chạy có 50.000 à, 50 mấy ngàn à. Rin lắm. Đam mê mẫu này alo cho em. Bên em còn nhiều xe và nhiều sự lựa chọn khác nhau đến với tay người sử dụng. Riêng cái gầm này chắc nụi, khỏi phải kiểm tra phần gầm anh chị nha. Đó, kiểm tra đồng sơn, form dáng, nội thất, phần máy của em nó thôi. Mà đã đẹp như thế này rồi. Nhiều chức năng lắm. Gương từ cụp từ mở nè. Hai bên nè. Đó, đầy đủ chưa? Vô lăng màn hình. Mới tinh. Nội thất cực kỳ là sang trọng. Nhớ đăng ký channel bên Trần Anh Ô Tô và đừng quên bấm vào chuông thông báo. Em cập nhật về hàng ngày hàng giờ về những mẫu xe mới nhất đầy kịch tính nhất trong cuộc sống luôn. Mang lại cho anh chị nhiều niềm đam mê, nhiều niềm sáng tạo trong cuộc sống. Và đồng thời luôn luôn gặt hái được nhiều thành công anh chị nhé. Một lần nữa Trần Anh xin kết thúc channel tại nơi này. Em xin chào và hẹn gặp lại.